Vâng, đến với trận thi đấu thứ 14, Seng Hít là quân của bên phía Nam Đồng. Như vậy có Hít Tì, lại một trận chơi dìu bổ rồi đây. Trong khi đó bên này là Roman và Maxe. Game TV Roman và Maxe, đây là bài của chim sẻ đi nắng, có voi và quả bảy. Voi quả bảy, gỗ đầu siêu đẹp, gỗ 75. Vâng, trong khi đó thì đây là Roman tới từ Bầu Kiên. Thế nhưng mà trời ơi, vâng, tội lỗi tương đối đen. Vâng, tương đối đen. Lại dựa vào chim sẻ nắng nhiều trận yếu này rồi. Có hiêu, hiêu voi có đủ để về. Vậy là thơm lắm rồi. Vâng, Roman Maxe thi đấu với một Seng một Hít Tì. Các bạn biết rồi, Hít Tì không có quẩy, cuộc chơi là rất khó. Đây là trận nào đấy? Trận 15 rồi à? Vâng, một trận thi đấu mà sẻ thì ổn, trong khi đó Bầu Kiên thì lại bãi quả không ăn được. Vì vậy là tương đối khổ. Vâng, này Bầu Kiên đang đi đập lô. Đây rồi, có voi, nhưng chỉ là một con voi thôi. Đi đánh quẩy thì một con voi cũng là quý rồi. Vâng, một bài mà lên tương đối muộn của Bầu Kiên. Như vậy chim sẻ đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì sẻ đang xin quẩy rồi. Đóng BM để mà có thể nâng cấp được cái chặt chặt đá. Có cả tầm xa, có cả công cho quẩy. Và chúng ta cùng xem chim sẻ gặp ai. Rất gần rồi. Rất gần, và đây là ai? Xin lại quẩy cho nó chuẩn. Xin lại hai nhà BB cho nó chuẩn. Gặp rồi. Như vậy đây là nhà Hít Tì. Vâng, chim sẻ gặp Hít, còn anh kia sẽ gặp Seng. Seng đã đánh nhà của anh Kiên rồi. Trong cái bên này thì chim sẻ có lẽ cũng sẽ làm phế nhà Hít Tì. Nếu chỉ cần một tơn vẩy e thôi là ăn được toàn bộ dân chỗ này luôn. Vâng, ăn được tương đối nhiều dân tới từ Hít Tì rồi. Chim sẻ cần phải bo nhà từ hướng nhà anh Kiên sang, nếu không muốn quẩy của anh Thành Tâm lao sang đây.
Odin, you wear the right helmet on helmet. On helmet. Helmet. Red kid, wear the right helmet. On the Vâng, như vậy là dìu bổ đang lao sang phía nhà của chim sẻ. Con dìu bổ, vâng, gọi như vậy cho nó hoành tráng và cả quẩy luôn. Cả dìu bổ cả quẩy công vào trong tên này. Chim sẻ đang phải lùi toàn bộ dân và quân lại trên con dốc. Để nature đó chính là cách bầu Việt đang làm. Chim sẻ đang kéo toàn bộ quẩy về nhà để mà thủ. Vâng, tạm thời vẫn đang thủ tươi khi mà kéo toàn bộ quẩy về rồi. Tham Lai vẫn đang cần, mặc dù bầu kiên lên đời là rất muộn. Vâng, cái thể loại này mình nghĩ sẽ đánh nhiều trong thời gian tới, bắt cả game thủ top 1 chơi luôn. Và lúc này thì bầu kiên đang chơi cả chòi luôn. Và có nhìn thấy cách bầu kiên đang chơi, anh ta đang đóng chòi trước nhà của chim sẻ. Vâng, hai cái chòi mọc lên rồi. Vâng, như vậy đây là một cái lợi thế khi mà chòi của Roman chỉ 175 đá, như rẻ bằng một nửa. Vâng, rẻ bằng một nửa so với chòi bình thường. Đây là một cái lợi thế của Roman khi đánh đời 2 có thành chòi. Anh ơi, có bách quả ở phía trên đấy, anh ăn không? Quả trên đấy. Đi qua cái rừng dừa là có bách quả. Chim sẻ chỉ cho anh Kiên cái bãi quả sau rừng dừa. Trở lại với màn hình máy của chim sẻ. Tham 32. Vâng, anh Thành Tâm đang rất to rồi. Chim sẻ, vâng, ở trong nhà chim sẻ lại bị quấy bởi hai con dìu chém. Không hiểu đi vào từ đường nào. Không sao, ở đây đã có chòi của anh bầu Kiên. Vì vậy mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn trong việc thủ nhà dành cho chim sẻ. Không hiểu hai con dìu bổ đi vào bằng cái con đường nào. Tham Lai đang bị đè một chút xíu. Bấm cho anh kia một ít gỗ cho chim. Vâng, Tham 33 của chim sẻ. Chẳng lẽ vẫn hở ư? Anh cứ làm một đống chòi ở đấy chứ em. Bảo vệ cả chỗ anh mà làm ăn. Và ông này thì liên tiếp vào những cái chòi canh tới từ bầu Kiên. Khi mà bầu Kiên biết thực rằng là cái chòi của Roma nó rẻ bằng một nửa so với chòi bình thường. Chim sẻ đang phải cần một Seng và một Hitty. Hitty chỉ có dìu bổ thôi. Nhưng mà Seng phát triển thì rõ ràng là hơn Maxe. Dân nó rẻ hơn, xin ra nhanh hơn. Vâng, không biết Tham Lai hiện giờ đang như thế nào rồi. Bầu Kiên Tham 17 và hiện tại vẫn đang ăn rất nhiều đá và vẽ chòi khắp mọi, vâng, khắp mọi ngả đường. Lâu rồi chúng ta được nhìn thấy chòi. Vâng, chơi cả chòi thế này thì kinh rồi. Vâng, bây giờ Bầu Kiên cũng sắp quẩy ra. Đánh thêm một thời gian nữa là nhiều khi bên này lại thắng khi mà có hai người chơi. Trong khi bên kia thì Hitty làm sao mà chơi được đây. Vâng, chơi nhẹ thành hay. Anh Kiên này xây thêm nhà bè để còn xin được quẩy. Vâng, chơi chòi này có khi lại hay này. Trong khi đây là màn hình máy của chim sẻ đi nắng. Tham Lai là 39 trên 41 trên 48 rồi. Tham Lai bắt đầu cân dần trở lại khi anh Kiên cũng đã bắt đầu nở được Tham Lai ra. Anh Kiên đang to hơn so với bầu Việt.
Vâng, bầu việt xây A bị chim sẻ phát hiện. Vâng, chim sẻ không nên đánh nhà sen của anh Thành Tâm làm gì cả. Thời điểm này là tập trung để cho anh Kiên nở tham lai, anh Kiên cấy ruộng để nở thêm quẩy đi. Hai người nở quẩy sau đó ốp nhà sen sau. Tham lai bắt đầu ngược trở lại. Khi bên này là hai người nở tham, trong khi bên kia hít tì để không nở được cái gì cả. Chim sẻ có tăng nhà quẩy của mình không? Hãy cẩn thận anh Thành Tâm lên đời 3. Hít được nhận đồ không chim? Vâng, anh Thành Tâm đang bo thành nhà mình để muốn dường như ở lên đời 3, hoặc là bơm đồ cho Hitty lên đời 3 để đánh cung R. Thì cung R của Hitty nó rất phũ. Lùi lại nào, xem nhà anh Thành Tâm còn hướng đi nào khác không. Anh Kiên có vẻ nở quẩy ra. Hai người nở quẩy tham lai tự khắc đè. Vâng, như anh Thành Tâm đang nở tham rất nhanh. 35 dân dành cho anh Thành Tâm. Anh Thành Tâm lên đời 3 rồi à chim? Có bơm đồ không? Không bơm đồ. Anh Thành Tâm không bơm đồ trận điếu này. Có rất nhiều cái tường tới từ sen của anh Thành Tâm trong trận thi đấu này. Rất nhiều tường. Đấy gọi là thành đấy. Vâng, các anh ngày xưa vẫn gọi là tường. Hoặc là gọi mình gọi là thành cũng được. Vâng, 3 lớp. Dã man như một con ngan. Vâng, bây giờ thì quẩy phá thành là rất nhanh. Cái này thì nó là minh chứng từ xưa cho đến nay rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là phá thành cực kỳ nhanh luôn. Vâng, thêm một thông tin ông Bầu Kiên vừa cung cấp là thành sen thì máu trâu gấp đôi so với thành thường. Vậy phá nó cũng lâu hơn. Thằng nào cũng nãy về chim sẻ cầm Acidian thấy quẩy ném cho ba phát đã mất hết. Vâng, thấy thành cháy luôn. Trong khi bây giờ các bạn nhìn thấy là thành sen. Vâng, quẩy của anh Thành Tâm đang ở trên dốc và quá đông. Như vậy là họ dường như không lên đời 3. Có lùi không? Vâng, vẫn sẽ đánh. Lùi một chút nào. Lùi một chút phá nhà quẩy ở phía ngoài. Hai người sản quẩy sẽ nhanh hơn một người sản. Chim sẻ trâu dân lên, trâu ruộng lên. Anh Kiên lùi nào. Lùi ra ngoài phá hết nhà quẩy đã. Vâng, nhà anh Thành Tâm bo nhà đúng là người huyền thoại đánh đời 2. Nhìn anh ấy bo thành mà đúng là nghệ sĩ bo thành luôn. Đi mày, đúng là đánh nó y nhá. Y trên đồng 3. Vâng, nhiều khả năng là sẽ có một tơn chim sẻ đi nắng nhảy đời 3 và lên đời xong sẽ đánh y trên đồng 3. Sao không xây lờ em? À? Đánh A hay đánh Y? Hả? Vâng, như vậy là Hitty đã lên đời 3 xong. Hitty đã nhảy 3 xong. Nhưng chưa có bánh xe ở thời điểm này. Có lẽ Sen là người bơm. Vậy e. Vẫn lọt vào đúng thời điểm có bánh xe nó mới đau chứ. Oh,
Vâng, tiếp tục là những nhà bè mới dành cho chim sẻ đi nắng. Nâng chặt gỗ, anh Kiên bơm gỗ cho chim sẻ. Rất nhiều gỗ của anh Kiên. Vâng, một phát là 4 lít luôn. Chơi là phải chơi cho rực rỡ. Sẽ tơn chặt gỗ 2. Vâng, tham lai bên phía của team Nam Đồng đang đè lại. Đây lâu lắm rồi mới đến. Vâng, mới có một trận thi đấu lâu đến như vậy. Mình nghĩ là quẩy gặp với... Vâng, quẩy mà gặp... Xin lỗi bạn, cùng đờ hit mà gặp quẩy và y thì vẫn là hay hơn là đánh cung A. Nhưng chim sẻ nhận lối đánh là đánh cung A. Anh Thành Tâm đang tràn lên. Vâng, rất đông những con quẩy của Sen được đẩy lên. Chim sẻ cả phải lấn cái dốc này trước đã. Vâng, lùi thôi. Một tên quẩy quá đông. Anh làm một cái BB nữa ở phía trong á. Đấy. Chim đã lên 3 xong. Nhưng bên kia có quẩy. Vâng, mình vẫn nghĩ quẩy kẹp y là hay hơn so với cả đánh cung A. Đấy là mình nghĩ thôi. Còn nó cái việc chim sẻ chọn thì chỉ cần thắng thôi là được. Chim sẻ vừa nâng chiêng cho quẩy. Các bạn luôn nhớ cái điều là như vậy. Chiêng cho quẩy. Vâng, có một tên công vào đúng mặt yếu. Cung A là hai áo rồi. Có cung A dành cho chim sẻ đi nắng. Bây giờ thì bắt đầu chơi y để công vào cái thành đấy. Tham lai 85/88 của game thủ chim sẻ. Nhưng này thì bên kia đang có hit đời ba và Sen. Lợi thế vẫn đang nghiêng về team Nam Đồng trong trận thi đấu này. Chim sẻ đang phải bách quá tổng hợp để chơi lại. Tham lai đang bị đè quá mạnh rồi. Nhưng bên kia toàn là quẩy. Vâng, bên kia toàn là quẩy. Cung G còn rất ít. Vâng, đây rồi. Quẩy đang chạm vào đây. Quẩy của chim sẻ đâu? Mang quẩy ra chơi vì quẩy của chim sẻ chiêng khác rồi. Xem quẩy chiêng bao nhiêu rồi. Ra cùng xem quẩy của chim sẻ chiêng bao nhiêu. Chiêng là 2 cộng 1. Nó khác biệt hẳn so với chiêng 2 đấy. Vâng, cái gì thì cái, nói gì thì nói. Quẩy nó vẫn cứ khác luôn. Nhưng cung đờ đang có một cái số lượng quân quá đông. Y đã ra vào chiêng 3. Hút đam để cho cung A nó bắn. Vâng, phải bách quá tổng hợp như thế này thì mới có cửa để mà thắng. Sen vừa chết một số lượng quân rất nhiều vì đây đơn giản là quẩy. Quẩy thì chết nhanh và sản ra cũng nhanh. Sáu mươi hai dân là chim. Anh Thành Tâm bao nhiêu dân đấy? 62 dân dành cho Sen. Vâng, đúng là huyền thoại có khác, buôn dân không đơn giản. Kinh hồn bạc vía, số lượng dân còn hơn cả. Vâng, gần bằng tham lai của chim sẻ rồi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chỗ y này mà lao vào được chỗ thành là cũng ngon đấy. Sóc y đều ra. Vâng, cung A kẹp y kẹp quẩy. Các bạn có thể biết rồi, quẩy bây giờ đã là chiêng 2 cộng 1. Y là chiêng 0 cộng 3. Rất khó để có thể chết. Có cả tổng hợp luôn. Chim sẻ đang bách quá tổng hợp cả ca luôn.
Vâng, tấn công này của chim sẻ là tương đối đông. Vâng, có cung giờ trong phía nhà của Seng. Có chơi được tơn này không? Vâng, chim rẻ đang bị công một tơn rất đau. Tham lai là 95. Nhưng bên kia Tham đang đè quá mạnh rồi. Xeng cũng lên 3 xong. Vâng, chim sẻ đang kẹp bách hóa tổng hợp trong trận thi đấu này. Vâng, cả A, cả K, cả Y. Đủ hết các kiểu quân. Bơm gỗ cho chim sẻ một chút để xin thêm K cũng được. Rồi, xin thêm K đi. Kẹp cả Y trên đồng 3, cả K. Các kiểu con đà điểu. Trời ơi, Thành đã nâng tới cấp độ 2. Tham Lai đang đè lên khi chim sẻ đang nở ra rất to. Vâng, dã vào cái Thành mà nó chả xi nhê gì cả. Khi Thành của Seng là gấp đôi máu. Thành của Seng gấp đôi máu so với quân bình thường. Vâng, các bạn có thể dã từ ấy đến giờ mới chết được một cái móng Thành. Trời ơi là trời. Cái này thì bao giờ mới chết được đây. Đây rồi, một tơn mà. Vâng, một tơn một cung G Hitty lao thẳng vào khu vực nhà BK của Maxi. Thả 5 môn cung A sang phía nhà cũ của anh Bầu Kiên khi mà anh Việt làm ở đó. 5 cung A thôi chim ơi. Vâng, Seng cũng có K ở phía trong nhà. Vâng, xin lỗi các bạn, là Hitty. Rất dị. Chim sẻ đang điều cung A. Máu của K Hitty cũng là gấp đôi. Cái gì máu cũng nhiều. May quá có tròi của anh Kiên ở đây. Nó cũng cộng thêm được một ít đam. Có Y của Seng nữa. Vâng, bên phía Bô Lão Nam Đồng cũng đánh bách quá tổng hợp. Ken được cây gỗ 75 không. Chim sẻ chỗ Thành. Bắt đầu công cả K và cả cung A lên. Cả Y, cả quẩy. Thả 5 cung A sang phía nhà cũ của anh Kiên để bắn vào những cái ruộng. Vâng, Hitty lên đầy 4 rồi. Phải nói rằng cái sức độ và cái tốc độ bơm đồ của anh Thành Tâm là quá khủng khiếp. Người cầm Seng đánh buôn dân khủng khiếp luôn khi đã thành tròi và vâng, khi đã bò thành kín nhà. Một trận thi đấu để đời nếu mà trận thi đấu này bên phía của team Nam Đồng thắng. Quá hay. Rất nhiều Y. Kẹp thêm K ở phía sau. Y của Seng, K của Hit và đã có hot của Hitty. Bên này là cung A kẹp K, có sóc thêm Y không? Bây giờ thì cần những con Y trên đồng 3, đúng rồi. Để nó lao vào và nó hủy diệt những con hot của Hitty. Cần phải điều chỉnh thật chuẩn trong tơn này. Vâng, hot bắt đầu tràn ra ngoài. Vậy e không? Vâng, những con pháo con nhưng mà dã vẫn rất đau.
sóc cả cung A ra. Vâng, đi quản vàng. Vâng, ca thôi. Chim sẻ cũng đã lên đời 4 xong, bây giờ là y đẹp. Vâng, tốc độ cho y và chiêng 5. Rất đắt. Các bạn biết chiêng 5 thì đắt lắm. Vâng, chim sẻ đã ăn được tương đối nhiều dân và tương đối nhiều hot của bộ lão Việt. Y đẹp rồi. Chiêng đồng 4 chưa? Đánh nguyên y chiêng đồng 4. Bầu kiên vẫn đang đời 2, trong khi anh em lên 4 hết cả rồi. Vâng, đánh đời 2 là bầu kiên đang ra 15. Anh đang vẽ tròi khắp mọi nơi. Cứ có vãi vàng nào là anh ta vẽ tròi ở một cái khu vực đó. Cực kỳ kinh nghiệm. Trong khi đó đây là chim sẻ đi nắng. Vâng, hết vàng ở phía ngoài. Anh quản vãi vàng ở chỗ nhà anh ấy. Quản vãi vàng chỗ nhà anh. Đấy, anh quản bãi đấy thôi. Đấy, cứ quản bãi đấy thôi. À, là tháng rồi chim quản hết vãi vàng nào khác rồi. Vâng, một trận thi đấu rất hay của team Nam Đồng gồm có bộ lão Việt và bộ lão Thành. Vâng, bộ lão Thành Tâm. Chim đã lên y chiên đồng 5. Thế này thì đỡ làm, đỡ kiểu gì đây. Vâng, y chiên đồng 5 nó một cái sức mạnh khủng khiếp. Vâng, một cái timeline tương đối ảo diệu. Đẹp 7-3 và 6-4, sau đó lại cứ bật ngược liên tục. Chúng ta hãy cùng chờ xem khi mà bên phía của Nam Đồng đã hết vàng thì các anh lấy gì để mà chơi. Vâng, y chiên đồng 5. Nó không sợ pháo to là mấy, kể cả đây là pháo hít. Vâng, y chiên đồng 5 nó chỉ lắm. Vâng, và bây giờ thì nát nhà rồi. Nam Đồng sẽ thua trong trận thi đấu này khi mà chim sẻ đang quá dị, khi anh đánh quá bách hóa tổng hợp. Vâng, tôi thì vẫn nghĩ là quẩy kẹp y là đủ, nhưng chim sẻ vẫn lên A. Và sau đó thì mới chuyển y. Vâng, chuyển y thấy không ổn, lại chuyển cả thêm cả K. Vâng, tương đối nhiều bài và tỷ số được nâng lên. Vâng, tỷ số nâng lên là 8-6 dành cho Game TV. Kinh hồn. Em ơi, anh Thành Tâm, anh sóc dân kinh thì xem ba dân rồi. 62 dân. Vâng, 11.000 đồ, gần 12.000, 11.900.